Nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Nanocovax cho biết, tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nanocovax liều tiêm 25 microgram đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn để được xem xét cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 cho thấy, vaccine Nanocovax làm giảm số mắc COVID-19, giảm nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong khi mắc COVID-19. Nanocovax là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm lâm sàng được bào chế theo công nghệ tái tổ hợp tức sử dụng những mảnh kháng nguyên vô hại protein thích hợp nhất của ncov để kích thích tạo đáp ứng miễn dịch phù hợp